Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Đáng lý chương trình này được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên thì bên Facebook của Phong đang có vấn đề, không livestream được, đành phải phát lại trên YouTube. Cáo lỗi cùng tất cả các khán giả. Và quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay, cuộc bầu cử ngày hôm qua tại New Hampshire, chúng ta đã có kết quả. Bên Dân Chủ thì Joe Biden thắng, mặc dù cái tên ông ta phải viết vô, tức là trên lá phiếu bầu không có tên của ông ta. Nhưng mà những cử tri đảng Dân Chủ đã phải viết tên của ông ta vô, và ông ta đã thắng lớn tại đây. Trong khi đó thì người bên đảng Cộng Hòa thì ông Trump đã đánh bại bà Nikki Haley. Và quý vị, cuộc bầu cử đã xong và cái bài phân tích về cái tình trạng của bên Cộng Hòa đã xong. Tuy nhiên hôm nay tôi lại nói chuyện bên đảng Dân Chủ, quý vị, để cho quý vị thấy được tại sao kể từ khi Joe Biden lên thì nhiều người đã bỏ đảng Dân Chủ. Không những là cử tri bỏ đảng Dân Chủ, mà ngay cả những người dân cử của đảng Dân Chủ cũng bỏ đảng Dân Chủ. Một là đi qua đảng Cộng Hòa, hai là ghi danh độc lập. Quý vị, trong cái bài phỏng vấn mới nhất ngày hôm qua, khi mà có cái cuộc rally của ông Trump trước khi mà có cuộc bầu cử sơ bộ, thì bất ngờ một ứng cử viên của đảng Dân Chủ là ông Don Phillips, là đối thủ của Joe Biden, đã có mặt trong cái buổi rally của ông Trump. Và bất ngờ quý vị, ông lại khen tất cả những người ủng hộ cho ông Trump là những người rất là chu đáo, rất là thân thiện và rất là hiếu khách. Quý vị, chúng ta đi vào cái câu chuyện này trước đi, rồi sau đó tôi mới mời quý vị đi qua những cái bản tin khác để thấy rõ chính Joe Biden và chính sách cực tả của ông ta đang khiến cho rất nhiều người bỏ đảng Dân Chủ. Ok quý vị, ở trên bản tin thì tôi đang có cái ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ đã gọi các người ủng hộ cho ông Trump là những người rất chu đáo. Ok quý vị, đây là, và đây là ông Don Phillips. Don Phillips là người đang tranh cử chức tổng thống chung với lại Joe Biden bên đảng Dân Chủ nha quý vị. Ok, rồi đây là hình chụp ngày 22 tây tháng 1 của ông ta. Ok, và trong đó thì ứng cử viên là dân biểu của đảng Dân Chủ ở tại Minnesota là ông Don Phillips đã gọi những người ủng hộ cho ông Trump là những người chu đáo, hiếu khách và thân thiện sau khi mà ông có mặt trong buổi rally của ông Trump vào cơ trong cuộc chạy đua năm 2024. Tôi nhìn thấy một dòng người xếp hàng trong thời tiết giá lạnh trong vài giờ đồng hồ và tôi nghĩ chuyện gì đây? Tôi có thể trở thành một lãnh đạo và mời gọi mọi người chứ không phải lên án mọi người. Tôi đã gặp gỡ với khoảng 50 người ủng hộ cho ông Trump xếp hàng dài và mỗi một người trong họ đều rất là được xem là chu đáo và hiếu khách cũng như là thân thiện. Tuy nhiên thì lời phát biểu này ông ta đưa ra là ông ta nói rằng điều này cho thấy ông ta cảm thấy rằng là tất cả những người này họ cảm giác rằng không ai lắng nghe tiếng nói của họ ngoại trừ Trump, và đám đông này được xem là một đám đông khá tốt. Và ông nói rằng ông có cảm giác đảng của ông bây giờ đang trở thành một cái đảng đầy ảo tưởng và những người đã phải thức dậy, và đây là nếu tôi làm công việc này. Và ông đã nhắc lại cái lời của ông tổng giám đốc của công ty Morgan Chase là Jamie Dimon đã trong cuộc phỏng vấn với đài NBC, khi mà ông nói rằng đảng Dân Chủ cần phải có sự tôn trọng đối với việc nói về MAGA, và nó là cái khẩu hiệu của ông Trump, tức là Make America Great Again. Ông Dimon đã lên tiếng và nói với lại đài truyền hình MSNBC là đảng Dân Chủ đã tìm cách mạt sát những người ủng hộ cho ông Trump, và điều này cho thấy rằng là không nên và có thể gây tổn thương cho họ. Và trong đó thì ông Philip cũng nói rằng ông vẫn cố gắng gọi là tìm cách đánh bại Joe Trump, và trong đó là ông nghĩ rằng là ông có thể đánh bại được phía của Joe Biden. Tuy nhiên thì trong đây là lần đầu tiên và có một chuyện lạ, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ lại có mặt trong cuộc rally của ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong vị trí tổng thống mà của ông Trump. Thì quý vị, việc này cho thấy rằng là những người trong đảng Dân Chủ đã dần dần chán nản với cái đảng này và bỏ đi. Không phải là Don Phillips là một trong những người mà tôi nghĩ rằng
trước sau gì ông ta cũng sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ. Cái ghế của ông ta tại Minnesota, ông ta thắng cử chức dân biểu của Quốc hội năm 2018. Và cái ghế của ông ta 60 năm nằm dưới tay của đảng Cộng Hòa. Ông ta là người đầu tiên flip được cái ghế này. Nhưng ông ta flip được cái ghế này qua đảng Dân Chủ. Có điều ông ta không tranh cử theo kiểu của đảng Dân Chủ, mà ông ta mời những cử tri độc lập và cử tri đảng Hòa đến. Và cuối cùng thì ông ta chiến thắng. Từ năm 2018 thì ông đã thắng rồi quý vị. Và ông giữ cái chức này cho tới ngày hôm nay là dân biểu Quốc hội. Tuy nhiên thì bây giờ ông đang tranh cử chức tổng thống. Và ông, tôi thấy là có mùi ông sẽ rời khỏi đảng Dân Chủ. Tương tự như là những người trước đây. Thì quý vị, ở trên đây tôi có một số những bản tin cho quý vị thấy. Là câu hỏi của một tờ báo cực tả là Vox: tại sao đảng Dân Chủ lại bắt đầu chuyển qua đảng Cộng Hòa? Quý vị, tại sao đảng Dân Chủ lại chuyển qua đảng Cộng Hòa? Và ít nhất là có 4 nhà lập pháp của đảng Dân Chủ từ West Virginia, Louisiana, North Carolina và đã chuyển qua đảng, chuyển đảng trong thời gian gần đây và có thể gây sự lo ngại cho đảng Dân Chủ. Trong đó họ nói rằng, thứ nhất là dân biểu, phái đoàn của Elliot Brick, người đã có đắc cử trong vai trò đảng Dân Chủ, đã đổi qua đảng Cộng Hòa. Và trong đó thì tuần trước thì dân biểu của Louisiana là Jeremiah Lacobe cũng đã là nhân vật thứ hai của đảng Dân Chủ chuyển qua đảng Cộng Hòa. Và chỉ vài tuần trước đó thì dân biểu Francis Thompson loan báo quyết định rời khỏi đảng Dân Chủ. Và Thompson quyết định là sẽ giúp cho đảng Cộng Hòa có chiếm được đa số ở trong cái quyền của tiểu bang. Và North Carolina thì dân biểu Tricia Cohan đồng thời cũng đã chuyển qua đảng Cộng Hòa, khiến cho đảng Cộng Hòa trở thành super majority ở tại đây. Và việc chuyển đảng này là cho thấy rằng là có rất nhiều những người chuyển đảng. Bên cạnh đó thì quý vị, thị trưởng thành phố Dallas là người đã chuyển đảng. Ok quý vị, ở trên bản tin cho thấy là thị trưởng thành phố Dallas đã chuyển đảng và là trở thành người quản trị cái thành phố lớn nhất ở nước Mỹ của đảng Cộng Hòa, là ông thị trưởng này. Và ông này tên là Eric Johnson đã lên tiếng và ông đã quyết định đổi từ đảng Dân Chủ qua đảng Cộng Hòa. Đây là những bản tin mà cho quý vị thấy được là đảng Dân Chủ, và không những đảng Dân Chủ, những người đang đắc cử, những người đang giữ vị trí trong chính phủ hay là trong quốc hội, mà quý vị, ngay cả cử tri của đảng Dân Chủ cũng đổi qua đảng Cộng Hòa, và đặc biệt là ở những tiểu bang swing state. Quý vị, đảng Dân Chủ ngay tại quê nhà của Joe Biden đã rời khỏi đảng Dân Chủ chuyển qua đảng Cộng Hòa, và các dữ liệu cho thấy. Trong đó thì đảng Dân Chủ tại Pennsylvania là nơi mà sinh ra của ông Joe Biden đã đổi qua đảng Cộng Hòa và gần như là trở thành một cái tiểu bang swing state theo dữ liệu cho biết. Trong đó thì quý vị, trong ngày 18 tây tháng 12 vừa qua, 35.589 những cử tri của đảng Dân Chủ đã chuyển qua đảng Cộng Hòa. Và trong khi ngược lại thì chỉ có 15.622 người của đảng Cộng Hòa chuyển qua đảng Dân Chủ thôi. Con số này cho thấy có nghĩa là cái khoảng cách là 20.000 lá phiếu từ đảng Dân Chủ chuyển qua đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, con số này cho quý vị thấy rõ ràng có rất nhiều cử tri và những dân cử của đảng Dân Chủ đã bỏ đảng. Và trước đó chúng ta đã chứng kiến, thứ nhất, cái người đầu tiên mà tôi phải nhắc tới là bà Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard là nữ dân biểu của đảng Dân Chủ đại diện cho Hawaii. Bà ra tranh cử tổng thống và sự bất hại của Hillary Clinton đã khiến cho bà tuyên bố, mặc dù bà chưa tuyên bố là bà gia nhập đảng Cộng Hòa, nhưng bà tuyên bố bà rời khỏi đảng Dân Chủ. Thì quý vị, đây là cái người mà tôi coi là đầu tiên từ cái thời ông Trump làm tổng thống. Rồi kế tiếp quý vị, người thứ hai đã rời khỏi đảng Dân Chủ chính là bà thượng nghị sĩ Christine Sinema của đảng Dân Chủ tại Arizona. Bà đã giành được cái ghế này cho đảng Dân Chủ và giúp cho đảng Dân Chủ chiếm được quyền đa số tại Thượng viện. Nhưng mà cuối cùng thì đám cực tả nó uy hiếp bà trong vấn đề biên giới, khiến cho bà bất mãn và cuối cùng bà quyết định rời khỏi đảng Dân Chủ và trở thành một thượng nghị sĩ của đảng độc lập. Thượng nghị sĩ của đảng độc lập, không còn của đảng Dân Chủ nữa. Thì quý vị, bà Sinema. Và người thứ ba là ông thị trưởng của thành phố Dallas, được xem là một trong những thành phố lớn của Hoa Kỳ. Thì ổng là người của đảng Dân Chủ, mà bây giờ ổng phải chuyển qua đảng Cộng Hòa. Và sắp sửa tới đây thì có một số người sẽ bỏ đảng Dân Chủ, trong đó bao gồm luôn cả thượng nghị sĩ Joe Manchin. Thượng nghị sĩ Joe Manchin đã không tái tranh cử chức thượng nghị sĩ và ông đang trên con đường thăm dò và ghi danh. Có thể ông ta sẽ ghi danh tranh cử tổng thống cho cái gọi là đảng độc lập, tức là No Labor.
ổng có thể đại diện cho No Labour ra tranh cử tổng thống, chưa biết được. Nhưng mà cái ghế của ổng là coi như là ổng gần như là một một người mà cho tới giờ phút này ổng vẫn thuộc đảng Dân Chủ, nhưng mà tôi nghĩ rằng ổng cũng sẽ sắp sửa rời khỏi đảng Dân Chủ. Và người tuyên bố rời khỏi đảng Dân Chủ để ra ứng cử độc lập chính là gia đình của Kennedy, tức là Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. là người của New York và là một nhà tranh đấu cho môi trường. Nhưng mà chính ổng chỉ trích những đám môi trường đã thổi phồng tất cả những tin tức về môi trường. Và ổng đã chỉ trích cái việc buộc phải chích chủng ngừa. Quý vị, Robert Kennedy Jr. đã rời bỏ đảng Dân Chủ và ghi danh bên độc lập. Thì quý vị, càng lúc chúng ta thấy càng có nhiều người rời bỏ đảng Dân Chủ. Tôi không nói cái chuyện mà cố tình rời bỏ để bỏ phiếu cho người này người kia đâu. Tôi nói họ bỏ thật sự đó. Họ rời bỏ thật sự. Và quý vị còn nhớ cách đây hơn một tuần lễ, khoảng 2 tuần lễ, tôi có loan tin 90.000 nhân viên của California sau khi về hưu, họ chuyển tới Idaho ở. Họ không ở California. Họ hưởng tiền lương hưu của California, nhưng mà họ lại tới sinh sống ở Idaho. Thì quý vị, điều này nói đưa lên điều gì? Có nghĩa là những thành phần mà của đảng Dân Chủ xưa nay trung thành với đảng Dân Chủ, gắn liền với đảng Dân Chủ, bây giờ phải rời bỏ đảng Dân Chủ. California là nơi mà những người này đã làm suốt mấy chục năm, từ lúc vào nghề cho đến lúc về hưu, làm cho chính phủ. Và những người làm cho chính phủ ở California đa số 80%, 90% là thuộc đảng Dân Chủ. Tức là họ làm việc cho cái guồng máy của tiểu bang hay là liên bang. Đến lúc họ về hưu, họ lại không chịu về hưu ở California, nơi được mô tả có thời tiết đẹp thích hợp cho tuổi già, mà họ phải chuyển tới Idaho để sinh sống. Thì quý vị, điều này cho thấy nó happen, nó xảy ra rất là nhiều trong giai đoạn của Joe Biden làm tổng thống. Và không những như vậy, quý vị thấy là khối cử tri người da đen, người Latino, giới trẻ bắt đầu thên qua bên đảng Cộng Hòa. Và thậm chí là bỏ phiếu cho ông Trump nữa. Thì quý vị, chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra mà tất cả gần như là cái cơn sóng ồ ạt rời bỏ đảng Dân Chủ? Tại vì chính Joe Biden. Joe Biden là một thứ công cụ của Obama. Cho tới giờ phút này, 67% người dân nghĩ rằng điều hành tòa Bạch Ốc bây giờ là Obama chứ không phải là Joe Biden. Và Obama là một kẻ cực tả. Obama là một kẻ cực tả điều khiển sau lưng Joe Biden. Do đó Joe Biden phải thỏa hiệp với Obama để ông ta được gọi là tổng thống. Và chính vì chiều ý Obama và nguyên một cái băng đảng cực tả sau lưng của Obama, nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy bất mãn. Nhiều người của đảng Dân Chủ và những cử tri của đảng Dân Chủ cảm thấy bất mãn, họ rời bỏ đảng Dân Chủ. Có những người gia nhập đảng Cộng Hòa, có những người thì vẫn giữ tư thế độc lập, không muốn dính tới đảng Dân Chủ. Quý vị, đây chính là cái hậu quả mà 3 năm Joe Biden điều hành. Nói là Joe Biden điều hành nhưng thật ra hầu hết chính sách của ông ta đều là chính sách của Obama. Có lẽ là những người này họ nhìn rõ được, những người dân cử họ nhìn rõ được. Họ nhìn rõ được là Joe Biden không còn cửa thoát. Joe Biden nằm trong cái vòng ma chưởng của Obama và lực lượng khuynh tả đang muốn chuyển đổi đảng Dân Chủ trở thành đảng Dân Chủ xã hội. Do đó quý vị, họ không chấp nhận được nữa. Tôi không nói tới chiến thắng của ông Trump, tôi chỉ nói bên đảng Dân Chủ thôi. Trong khi đó thì đảng Cộng Hòa ngược lại, lúc đầu họ đối có một số những người ôn hòa đối kỵ ông Trump do cái hệ thống tuyên truyền của đám truyền thông. Nhưng giờ phút này quý vị thấy họ dần dần tụ lại sau lưng của ông Trump. Gần như toàn diện tụ lại sau lưng của ông Trump. Ngược lại, đảng Dân Chủ thì càng đi tới bầu cử lại càng chia rẽ trầm trọng hơn. Nhất là cái cuộc chiến của Do Thái và Hamas đã khiến cho đảng Dân Chủ chia rẽ trầm trọng. Những người mà thuộc có dính dấp tới người Do Thái, họ vẫn duy trì ủng hộ cho việc ông Joe Biden có chính sách ủng hộ Do Thái. Nhưng mà những thành phần khác, nhất là nhóm The Squad, thì nó chống tối đa. Nó chống Joe Biden tối đa là bởi vì cho rằng Joe Biden thiên vị Do Thái. Thì trong đó có Ocasio-Cortez nè, rồi
Ilhan Omar nè, Presley nè, Tlaib nè, Cardi Bush nè. Quý vị, những nhân vật này nằm trong cái khuynh hướng gọi là The Squad, tức là khuynh hướng cực tả cấp tiến trong đảng Dân Chủ. Và nhóm này là cái nhóm được xem là cái nhóm mà có ảnh hưởng nhất với lại Joe Biden. Sau Obama thì nhóm này là cái nhóm có ảnh hưởng nhất với Joe Biden. Thì quý vị, tất cả những cái hoạt động của nhóm này nó điên tới mức mà những người đảng Dân Chủ cũng chịu không nổi. Nhất là quý vị thấy hình ảnh của những cái tên mà hoạt động cho môi trường đó, nó sẵn sàng bất chấp tất cả luật lệ. Nó sẵn sàng bất chấp tất cả những cái sự tôn trọng người khác để nó đưa những cái biểu ngữ của nó vô, nó đưa những cái thông điệp của nó vô. Thì quý vị, người dân ngán ngẩm chuyện này. Người dân, cử tri và những thành viên mà gọi là tương đối nghiêm túc của đảng Dân Chủ, họ đã phải đánh câu hỏi lại. What the hell is this? Và đảng Dân Chủ đang xảy ra chuyện gì? Tại sao bây giờ nó lại biến thể thành một cái thứ kỳ cục như vậy? Thì quý vị, chính điều này đã dẫn tới tình trạng mà nhiều người bỏ đảng Dân Chủ và chưa dừng lại. Từ đây cho tới tháng 11 sẽ có thêm nhiều người, không những là cử tri mà còn là những vị dân cử rời bỏ đảng Dân Chủ. Có thể họ gia nhập vào đảng Cộng Hòa. Có thể họ sẽ duy trì cái cương vị độc lập. Quý vị, lý do là bởi vì họ không chấp nhận những chính sách hiện nay. Thứ nhất là mở cửa biên giới. Họ ngán ngẩm với tình trạng ở biên giới mở cửa một cách vô tội vạ như vậy. Thứ hai là tình trạng mà chạy theo cái môi trường xã hội công lý của Joe Biden và Obama. Đặc biệt là Obama là kẻ thúc đẩy chuyện này. Thì quý vị, chuyện này đã dẫn tới tình trạng mà nhiều người ngán ngẩm từ cái vấn đề môi trường, tự nhiên áp đặt ra tất cả những cái luật lệ trói buộc đối với người dân, áp đặt người dân phải sử dụng cái này, phải sử dụng cái kia, không được phép sử dụng cái nọ. Thì quý vị, họ ngán ngẩm với cái tính chất gọi là cực tả này và áp đặt người dân. Chính Joe Biden là kẻ đàn áp quyền tự do của người dân, quyền tự do sử dụng sản phẩm, quyền tự do sử dụng tất cả những cái, mua tất cả những cái gì mình muốn. Thì chính Joe Biden đã áp đặt, không cho mọi người mua xe xăng, bắt mọi người phải mua xe điện. Rồi á, chính Joe Biden cũng đã ra lệnh là bắt đầu duyệt xét tới việc cấm luôn cái vapor, tức là cái thuốc lá điện tử. Thì quý vị, Joe Biden áp đặt rất nhiều thứ. Nhân danh là môi trường, rồi bây giờ nhân danh là xã hội công lý, lại nâng đỡ cho những cái thành phần được xem là cực tả, thiểu số, và thổi phồng nó lên. Thì quý vị, chính điều này nó làm cho mọi người ngán ngẩm. Và chính Joe Biden đã đưa ra những chính sách mị dân để kiss ass cái đám trẻ, như là miễn phí đại học, tha cái tiền nợ, tiền học của các sinh viên. Thì quý vị, những điều này người ta đều biết được tiền đến từ đâu ra và tiền ở đâu. Họ thấy những cái chính sách mị dân này dường như là không có mục đích phục vụ cho dân chúng, mà chỉ là cố tình lấy phiếu mà thôi. Do đó quý vị, họ ngán ngẩm như vậy thì ông đang tranh thủ cho quyền lợi của một thiểu số ở Hoa Kỳ, mà ông nhân danh là toàn đất bộ đất nước Hoa Kỳ 300 mấy chục triệu dân. Chính điều này đã dẫn tới tình trạng mà nhiều người ngán ngẩm, đặc biệt là quý vị, những thành viên của đảng Dân Chủ, những người cử tri là thành phần trung lưu. Đa số cũng có bằng đại học, đa số có một đời sống được xem là tương đối sung túc, không phải giàu, nhưng mà sung túc. Thì bây giờ Joe Biden áp thuế đối với họ, trên 400.000 Mỹ Kim là bị đục thuế. Rồi chưa kể, những người nghèo không có nhiều tiền mà bỏ tiền trên 600 deposit trong ngân hàng là sẽ bị sở thuế dịnh ngay. Bắt phải báo cáo ngay, bắt các ngân hàng phải báo cáo ngay. Quý vị, những cái chính sách này nó dẫn tới tình trạng gần như sự ngán ngẩm. Và lấy tiền đó làm gì? Có phải lấy tiền đó để cải thiện đời sống của người khác không? No. Lấy tiền đó để lo cho môi trường và chăm sóc cho những trẻ vị thành niên chuyển giới. Người ta thấy rằng cái tình trạng này là cái tình trạng nó điên cuồng. Lấy tiền thuế của người này để mà chăm sóc cho những đứa trẻ vị thành niên chuyển giới, rồi lấy tiền đó để mà hỗ trợ cho cái chính sách về môi trường, rồi còn muốn ngăn cấm tất cả cái nhiên liệu hóa thạch, những cái nguồn nhiên liệu quan trọng của đất nước này.
Quý vị, kết quả nó đẩy tới tình trạng lạm phát lên cao nhất vào năm ngoái, giá cả năng lượng lên cao nhất chưa từng có trong lịch sử của nước Mỹ. Bây giờ được giảm một chút, nhưng mà thời gian tới chưa biết nó còn lên cỡ nào. Thì quý vị, người dân đối diện với đời sống bấp bênh, chưa kể tình trạng tội ác lan tràn ở khắp nơi. Bởi vì những chính sách cực tả này, nó làm cho tất cả tội ác lan tràn ở những thành phố không những là Blue State mà nó còn lan qua những Red State nữa. Do đó quý vị, đây là cái điểm then chốt. Chính sách của Joe Biden đã khiến cho nhiều người ngán ngẩm và rời bỏ đảng. Do đó quý vị, chúng ta cũng không lạ lắm, rất nhiều người da đen, người Latino, giới trẻ đã chuyển qua đảng Cộng Hòa và họ thậm chí là ủng hộ cho ông Trump. Họ thậm chí là ủng hộ cho ông Trump. Mặc dù ông Trump cách Joe Biden có mấy tuổi thôi, cũng bị xem là lớn tuổi vậy, 77 tuổi rồi. Nhưng mà đám trẻ thà là chọn ông Trump chứ không chọn Joe Biden. Mặc dù trên lý do nó chê Joe Biden già. Nhưng thật sự quý vị, chính sách của Joe Biden và đặc biệt là những tiểu bang Blue State. Những tiểu bang Blue State họ đẩy giá chi phí đời sống quá cao. Những giới trẻ sau này không đủ khả năng để có thể mua được một căn nhà. Họ muốn mua một căn nhà, trước hết phải lấy vợ đó. Cộng lợi tức của hai vợ chồng lại phải vượt qua con số ít nhất là theo quy định của Freddie Mac thì mới mua được nhà. Quy định đó, ví dụ như California, nhà bây giờ tầm 1 triệu mấy, hai vợ chồng cộng lại phải trên 300 ngàn Mỹ Kim. Tức là một cá nhân, một single là độc thân là không mua nhà được. Muốn mua nhà phải lấy vợ. Để có thêm đồng lương của vợ cộng lại thì mới có khả năng mua được một căn nhà thôi. Còn không thôi quý vị, họ chỉ đủ sức mua một cái condo, một cái chung cư thôi. Tức là ngay cả giới trẻ bây giờ cũng bế tắc luôn. Nó cảm thấy vô vọng. Tất cả chi phí quá mắc. Tất cả chi phí đều quá mắc. Không những nhà cửa mà bây giờ ra đường đổ bình xăng không thôi. Quý vị, 4 đồng mấy, 5 đồng ở California, cao nhất nước rồi. Là đã là một vấn đề. Rồi chưa kể chi phí của cuộc sống. Cái gì cũng tăng hết. Thực phẩm cũng tăng. Rồi những cái mặt hàng hóa khác cũng tăng. Họ ngán ngẩm, cuối cùng tất cả mọi thứ đều tăng. Và chi phí thì đổ vào những cái việc vô tội vạ như là môi trường, công lý xã hội, chăm sóc y tế cho di dân bất hợp pháp. Trong khi người Mỹ thật sự ở đây thì lại thiếu hụt tùm lum. Chính điều này khiến cho nhiều cử tri và nhiều thành viên của đảng Dân Chủ rời bỏ đảng. Và cuộc bầu cử sơ bộ hôm qua ở tại New Hampshire cho thấy rõ ràng là mặc dù Joe Biden vẫn chiếm diễn đàn, nhưng mà rõ ràng là cái số 20% bỏ cho ông Don Phillips cho thấy rằng là Dân Chủ đã bắt đầu có suy nghĩ khác. Tiểu bang New Hampshire nhỏ lắm, nhưng mà bây giờ 20% bỏ cho ông Don Phillips thì quý vị thấy là họ ngán ngẩm Joe Biden như thế nào. Ít nhất 20% đã rời bỏ đảng Dân Chủ, đã rời bỏ Joe Biden. Và quý vị, Don Phillips với những cái cuộc tiếp xúc với lại các người ủng hộ cho ông Trump đã cho thấy dấu hiệu trước sau gì ông cũng bỏ đảng. Trước sau gì ông cũng bỏ đảng, đặc biệt là những người trước đó như là bà Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard rời bỏ đảng Dân Chủ, chưa gia nhập đảng Cộng Hòa, nhưng mà các cái cuộc đi vận động, bà đều sát cánh với lại ông Trump và đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, cho thấy là hiện nay đảng Dân Chủ đang đối diện với một cái thách thức tan rã. Nếu tiếp tục cho cái đám khuynh tả xã hội chủ nghĩa tiếp tục khuynh loát đảng Dân Chủ, thì họ sẽ đi tới mức tan rã. Họ sẽ đi tới cái mức tan rã không cách nào cứu vãn được hết. Và nhất là cái cuộc chiến của Hamas và Do Thái, nó cho thấy sự chia rẽ trầm trọng trong đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa thì nhất quán. Đảng Cộng Hòa có chung một cái suy nghĩ, họ không care. Họ vẫn ủng hộ cho Do Thái. Họ vẫn support cho Do Thái. Tại vì Do Thái là quyền lợi cốt lõi của Hoa Kỳ. Nhưng đám đảng Dân Chủ thì khác rồi. Sự chia rẽ rất rõ nét. Sự chia rẽ rất rõ nét cho thấy rằng là một bên thì ủng hộ cho Do Thái, một bên thì ủng hộ cho Palestine hay là Hamas. Thì quý vị,
Sự chia rẽ này có lẽ là cái thời điểm cực điểm của Đảng Dân Chủ. Nó phải đi tới sự tan rã, nó mới được hồi sinh. Nó phải đi tới sự tan rã hoàn toàn, nó mới được hồi sinh và tìm lại những cái giá trị cũ của một Old Democrat. Tức là một cái giá trị cũ của Đảng Dân Chủ, vốn tồn tại trước đó cả trăm năm. Nó đã bị đánh mất cái giá trị này. Và bây giờ cái giá trị của nó gần như không mang một cái hình ảnh nào là giá trị của Hoa Kỳ cả. Nó hoàn toàn mang cái âm hưởng của Âu Châu nhiều hơn, chứ nó không còn mang một cái hình ảnh nào được xem là bản sắc riêng của người dân Hoa Kỳ. Đây chính là cái điều then chốt và cái điểm mà chính mà khiến cho Đảng Dân Chủ đang dần dần đi tới tan rã. Và cách họ đối xử với những thành viên trong đảng cũng nghiệt ngã, khiến cho người ta bất mãn bỏ đảng. Từ Robert Kennedy Jr. cho tới Tulsi Gabbard. Rồi bây giờ quý vị thấy là Don Phillips hay là Williamson. Những người này họ sẽ rời bỏ Đảng Dân Chủ. Và con số này sẽ không dừng lại trong những năm tới, cho tới khi Đảng Dân Chủ đi tới cái hình thức tan rã hoàn toàn. Và sau đó nó mới được hồi sinh. Quý vị, rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một cái sự gọi là sụp đổ của Đảng Dân Chủ khi mà họ mở cánh cửa cho những thành phần núp bóng dân chủ để thực hiện cái ý tưởng xã hội chủ nghĩa ở trong Đảng Dân Chủ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay liên quan tới cái cuộc bầu cử ngày hôm qua tại New Hampshire, và cho thấy dưới triều đại của Joe Biden, nhiều người của Đảng Dân Chủ đã ngán ngẩm rời bỏ đảng bất kỳ lý do nào. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!